Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 20 tháng 10, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trình độ cử nhân quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tân Cương từng đảm nhận nhiều chức vụ trong quân đội. Từ tháng 10 năm 1983

Học viên đào tạo giáo viên, Trường sĩ quan lục quân 2. Từ tháng 5 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989, Chi ủy viên chi bộ đại đội, Trung úy, Thượng úy, tháng 6 năm 1988, Phó đại đội trưởng quân sự đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 2 năm 1991, Phó bí thư chi bộ đại đội, Thượng úy, đại đội trưởng đại đội 3. Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 3 năm 1992, Thượng úy, Đại úy, tháng 6 năm 1991. Trợ lý tác huấn, Ban Tham mưu, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 3 năm 1993, Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Phó trung đoàn trưởng, trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 5 năm 2002, Đảng ủy viên trung đoàn 141, trung tá, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 5 năm 2002, Đảng ủy viên trung đoàn 141, trung tá, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 11 năm 2003, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 141, Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 11 năm 2004, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 165, Trung tá, Thượng tá, tháng 8 năm 2004, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 2004 Đến tháng 5 năm 2007, Đảng ủy viên phòng tham mưu, sư đoàn 312, thượng tá, phó tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, học viên học viện lục quân, từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008, Đảng ủy viên sư đoàn 312, thượng tá, phó sư đoàn trưởng về quân sự sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010 Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 312, Thượng tá, Đại tá, tháng 9 năm 2008. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 1, Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Học viên Học viện Quốc phòng, từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012. Từ tháng 10 năm 2011 Đến tháng 3 năm 2013, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn 1, đại tá, thiếu tướng, tháng 12 năm 2012, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 8 năm 2013, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, thiếu tướng, phó Tư lệnh Quân khu 4, học viên bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2013, từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy quân khu 4, thiếu tướng, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 4. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tháng 2 năm 2016, ủy viên quân ủy Trung ương, phó bí thư Đảng ủy quân khu 4. Thiếu tướng, Trung tướng tháng 12 năm 2016, Tư lệnh quân khu 4. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thượng tướng tháng 1 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 15 từ tháng 6 năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tháng 6 năm 2021, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sáng nay, 21 tháng 10, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội sẽ đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phiên họp chủ bị sẽ được diễn ra vào 8 giờ cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp về công tác nhân sự, tại họp báo trước đó, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, tại phiên họp chủ bị, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chương trình chính thức, trong đó có công tác nhân sự. Theo chương trình dự kiến, tại ngày họp đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Lãnh đạo văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 8 là 29,5 ngày, tiến hành theo hai đợt trong đó đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Về công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, trong đó có luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với chính phủ và xin ý kiến đại biểu Quốc hội giảm thời gian đọc tài liệu tại hội trường, dành thêm thời gian để Quốc hội thảo luận, đặc biệt sẽ tăng thời gian thảo luận ở tổ. Sau khi thảo luận tổ, Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Ban thư ký sẽ tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu và gửi cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì xây dựng đề án để giải trình, tiếp thu. Sáng 20 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến 14.934 điểm cầu với hơn 1,2 triệu người tham dự ở các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương, ban cán sự Đảng, các bộ, ngành, đơn vị, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị, xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự ở điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dự tại điểm cầu tỉnh Long An. Các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, quân khu, quân chủng dự tại điểm cầu của địa phương đơn vị mình. Theo chương trình làm việc tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 2030 Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2024 kế hoạch năm 2025 kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 đến 2027 về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Từng sang châu Phi theo diện xuất khẩu lao động từ năm 19 tuổi. Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê Nghệ An, hiện tại đã đạt được những thành tựu lớn lao gắn với những hành động vì cộng đồng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Quang Linh Vlog là đại diện cho khối kiều bào tại Angola tham dự. Anh đã được hiệp thương cử làm ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Quang Linh Vlog bày tỏ cảm xúc khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 rằng: Mình ở nước ngoài, mình không chỉ là một cá thể nữa, hành động của mình còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia mình trên bản đồ quốc tế. Trước khi trở thành ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quang Linh Vlog là một YouTuber nổi tiếng có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Trước khi là YouTuber nổi tiếng, Quang Linh từng sang châu Phi theo diện xuất khẩu lao động, chứng kiến cảnh người dân nơi đây có hoàn cảnh sống khó khăn, anh đứng ra giúp đỡ, dần nhận được sự quan tâm của mọi người kể từ năm 2019, anh và những người bạn của mình bắt đầu đưa thông tin về cuộc sống của mình với người dân châu Phi lên nền tảng YouTube, bất ngờ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thời gian này, khi kinh tế đã ổn hơn nhờ kinh doanh và làm nội dung trên YouTube, Quang Linh Vlog dần có những dự án lớn hơn để giúp người dân Angola. Quang Linh từng được mọi người yêu mến gọi là người hùng châu Phi. Nói về danh xưng này, nam YouTuber cho biết anh thấy vui khi mình lan tỏa được những điều tốt đẹp cho xã hội. Quang Linh Vlog cũng thừa nhận Kể từ khi nổi tiếng, tên tuổi của anh được bà con dưới quê quan tâm hơn. Đến hiện tại, fanpage của anh có hơn 2,1 triệu lượt theo dõi, mỗi bài đăng thu hút hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt xem. Tên tuổi của Quang Linh Vlog còn được chú ý khi có nhiều hợp tác với Hoa hậu Thủy Tiên. Cả hai còn từng được dân mạng đồn đoán có mối quan hệ đặc biệt sau chuyến từ thiện tại Angola vào tháng 7 năm 2022. Hiện tại, ngoài phát triển kênh YouTube, Quang Linh Vlog còn có sự nghiệp kinh doanh riêng, đồng thời tham gia livestream bán hàng. Nhiều người đồn đoán với công việc hiện tại, YouTuber sinh năm 1997 có nguồn thu không hề nhỏ. Song không ít khán giả cảm kích vì dù bận rộn với công việc, nhưng Quang Linh Vlog vẫn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện.